Nếu có 100 triệu, anh em sẽ mua gì? Mang tiền về cho mẹ. Đầu tư chứng khoán. Em đi chơi gôn. Anh sẽ mua chiếc màn hình Acer Predator XB323 QK. Làm việc bao phê. Xoay ngang, hạ nâng, ngửa thoải mái. Kích thước 32 inch tấm nền 4K IPS, tần số quét 144Hz 0.5ms. Chơi game khỏi chê. Tích hợp loa ngoài, quẩy, tẹt bộ. Thiết kế hầm hồ ấn tượng, đèn LED RGB hút hồn game thủ. Thế mày có 30 triệu. Thế còn 70 triệu anh làm gì? Thì phải mua một cái cấu hình PC đủ khỏe để trải nghiệm con màn 4K này chứ.